Hôm nay cũng tiếp tục thầy sẽ nói về vấn đề con lắc là xo. Và chúng ta ôn lại qua một số những bài tập trắc nghiệm về cách viết phương trình dao động là xo ở những cái đề thi đại học trong những năm gần đây. Đầu tiên, mấy em coi trên màn hình. Một con lắc là xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho hòn bi con lắc một vận tốc là 40 cm trên giây, có chiều hướng lên trên. Khối lượng của vật nặng 1 kg, độ cứng của lò xo 100 N trên mét. Chọn chiều dương hướng xuống, chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng, chọn góc thời gian t bằng 0 là lúc truyền vận tốc cho vật. Hỏi phương trình dao động của con lắc. Chúng ta có 4 đáp án thứ tự như sau: 4 cos 10 t cộng bi, 2 cos 10 t, 4 cos 10 t cộng bi nhưng ở đơn vị cm, câu A của mình là đơn vị mét, hay 4 cos 10 t cộng bi trên 2. Em chú ý cái đề thi đại học của năm này, chiều dương hướng xuống góc tọa độ tại vị trí cân bằng, vận tốc ban đầu lại hướng lên trên, vận tốc ban đầu lại hướng lên trên, đồng thời chọn góc thời gian khi truyền vận tốc cho vật. Đây là ba cái dữ kiện cần chú ý của đoạn toán lập phương trình dao động. Thì nhắc lại, thứ nhất là tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho vật một vận tốc hướng lên trên. Thứ hai, chọn chiều dương hướng xuống. Ý lưu ý thứ ba, góc tọa độ vẫn chọn tại vị trí cân bằng, nhưng góc thời gian khi truyền vận tốc cho vật. Tức là khi vật đang ở vị trí cân bằng, và ta truyền cho vật một vận tốc là 40 cm trên giây hướng lên trên. Đó là ba điều lưu ý để khi ta lập cái phương trình dao động của bài toán này. Cái sơ đồ thì tóm tắt như sau. Hình vẽ này là cái chiều dài tự nhiên của lò xo khi chưa móc giật. L0 là chiều dài tự nhiên của vật của lò xo. Khi móc giật vào thì tại vị trí cân bằng, mấy em thấy vật giãn ra một đoạn, giãn ra một đoạn. Và trong quá trình dao động, quỹ đạo của nó là 8, dưới này là 4, trên này là -4. Theo cách chọn chiều dương của đề toán, chọn chiều dương từ trên hướng xuống. Cho nên biên trên thầy lấy là -4, biên dưới thầy lấy là +4. Trục tọa độ hướng xuống dưới. Ngay vị trí cân bằng, truyền cho vật một vận tốc hướng lên trên. Vậy thì vào thời điểm ban đầu t bằng 0, vật ở vị trí cân bằng x bằng 0. Vận tốc hướng lên trên ngược với chiều dương theo đề toán cho chúng ta là hướng xuống dưới, cho nên V âm. V âm. Cũng như cách viết phương trình dao động của buổi học hôm trước thầy nói, ban đầu mấy em phải nhớ tới cái biểu thức tổng quát x bằng a cos omega t cộng phi. Ta xác định các đại lượng a, omega và phi. Omega được tính theo công thức căn k trên m, vì đề toán cho chúng ta biết độ cứng lò xo cho khối lượng vật nặng, cho nên ta tính theo công thức căn bậc 2 của k trên m. Ta được 10 radian trên giây. Tính các thông số còn lại, ta tính biên độ a. Chú ý khi này, thầy dạy mấy em chú ý đọc kỹ cái đề. Tại vị trí cân bằng, truyền cho vật một vận tốc, mà ta biết rằng con lắc là xo, vận tốc của vật đạt được tại vị trí cân bằng đó là vận tốc lớn nhất. Cho nên chúng ta tính biên độ a theo giá trị lớn nhất của vận tốc, bởi công thức Vmax bằng omega a. Mấy em dễ dàng có được a bằng Vmax trên omega. Ta thay thông số vào, biên độ a bằng 4 cm. Ta tính thông số còn lại, đó là pha ban đầu phi. Thì cũng giống như ở các cái ví dụ trước, ta căn cứ vào cái góc thời gian ban đầu. Khi t bằng 0, vật đang ở vị trí cân bằng, tương ứng là ly độ x bằng 0. Truyền cho vật một vận tốc hướng lên trên, cho nên vận tốc mang giá trị âm. Tương tự như câu 2, mang dễ dàng sẽ có được phi bằng bi trên 2. Thì nhắc lại chỗ này, để một số em không theo dõi câu 2, thì mấy em sẽ biết được tại sao phi bằng bi trên 2.
Khi x bằng 0 mấy em thay vào đây, chúng ta sẽ có cos bằng 0. Cos bằng 0 có hai giá trị pi trên 2 và trừ pi trên 2. Nhưng V âm thì sin phải dương. Mà sin phải dương thì chúng ta chọn đó chính là sin pi trên 2 bằng 1 dương, chứ không phải là sin trừ pi trên 2 bằng trừ 1 âm. Đó mấy em chú ý chỗ này. Vận tốc và sin bao giờ cũng ngược nhau. Dấu của vận tốc là âm thì sin sẽ dương. Vận tốc dương thì sin sẽ âm. Căn cứ vào đó mà ta sẽ chọn được giá trị pha ban đầu. Vậy thì trong bốn đáp án ta dễ dàng có được, đó chính là đáp án D. X bằng 4 cos 10T cộng pi trên 2. Câu số 4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, có chiều dài cực đại và cực tiểu trong quá trình dao động lần lượt là 30cm và 20cm. Khi hòn bi con lắc đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cân bằng, mất 1 giây. Chọn chiều dương hướng từ trên xuống. Chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng. Góc thời gian t bằng 0 khi vật có ly độ cộng 2,5cm và đang di chuyển lên vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật được cho bởi 4 đáp số như sau. 5 cos pi t cộng pi trên 3, 5 cos pi trên 2t cộng 5 pi trên 6, hay 10 cos pi t trừ 5 pi trên 6, hoặc 10 cos pi trên 2t cộng 5 pi trên 6. Biên A chúng ta có hai giá trị 5 hoặc 10. Omega thì đồng nhất cả bốn đáp án đều là pi trên 2. Phi chúng ta có hai giá trị cộng trừ 5 pi trên 6 hoặc pi trên 3. Đọc cái đề trắc nghiệm này của cái năm thi này, em chú ý cái gì? Cái thứ nhất, họ cho chiều dài cực đại và cực tiểu con lắc lò xo dao động thẳng đứng lần lượt là 30-20. Kế tiếp, họ cho cái thời gian con lắc đi từ vị trí thấp nhất, tức là từ biên trừ A đến vị trí cân bằng, mất 1 giây. Cũng như các cái bài toán lập phương trình khác, nên phải chú ý cái chiều dương đề cho, góc tọa độ đề chọn cũng như góc thời gian. Góc thời gian ở đây là khi vật có ly độ 2,5, đặc biệt đang di chuyển lên vị trí cân bằng. Đó là những câu thì rút lại ở cái đề số 4 này. Mấy em theo dõi tiếp cách làm. Thầy tóm tắt lại bằng cái sơ đồ hình này. Phía trên này biên trừ A, phía dưới này biên cộng A. Tại vị trí cân bằng, đưa xuống vị trí 2,5, truyền cho vật một vận tốc ban đầu hướng lên trên. Cũng giống như các cái bài viết phương trình dao động, ta nhớ tới cái biểu thức tổng quát của ly độ x bằng a cos omega t cộng phi. Ta xác định các tham số a, omega và phi. A trong trường hợp này, nếu đề cho chiều dài cực đại và cực tiểu của con lắc lò xo trong quá trình dao động chính là bằng 1/2 hiệu chiều dài. Lắm em nhớ lại hôm trước trong cái phương pháp tìm biên A, thầy có nói cái cách tìm biên A trong trường hợp nếu đề cho chiều dài con lắc lò xo trong quá trình dao động cực đại và cực tiểu, thì biên A lúc bấy giờ sẽ bằng 1/2 hiệu độ dài đó, bằng 5cm. Để tính omega, tức là phải tính chu kỳ hoặc tần số dao động, thì mấy em chú ý tới dữ kiện này. Khi hòn bi con lắc đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cân bằng, đó chính là 1/4 chu kỳ. Khi đi từ biên trở về vị trí cân bằng, thời gian đó là 1/4 chu kỳ. Đó, cái kiến thức này tụi em thuộc luôn, tụi em nhớ luôn. Thời gian chất điểm đi từ vị trí cân bằng ra biên, từ vị trí biên về vị trí cân bằng, đó là 1/4 chu kỳ. Của mình là 1 giây, để cho 1 giây. Vậy thì ta dễ dàng có được giá trị của chu kỳ. Có được giá trị chu kỳ rồi ta tính được omega,
tốc độ gốc theo chu kỳ bởi công thức omega bằng 2 pi trên t. Ta có được đó là pi trên 2 radian trên dây. Bây giờ ta chỉ còn tìm tham số sau cùng, đó là phi. Ta dựa vào điều kiện ban đầu. Và lúc ban đầu, vật ở ly độ 2,5 và đang đi theo chiều âm, đi lên trên ngược chiều dương, có nghĩa là vận tốc âm. Vận tốc âm thì cũng giống như các bài trước, các em thay lần lượt giá trị của ly độ vào trong cái phương trình tổng quát của ly độ. Ta giải được cái cos phi. Có cos phi rồi, ta dựa vào điều kiện là vận tốc âm, tức là sin phi dương. Ta chọn được phi bằng pi trên 3. Ta chọn được phi bằng pi trên 3. Chỗ này hơi tắt, nhưng do thầy trò mình giải hôm trước rất nhiều ở chỗ vấn đề này, mấy em chú ý. Cho nên thầy nhắc lại, trong trường hợp có một số em không theo dõi bài hôm trước. Tương tự câu 1 là sao? Tức là bài toán xác định phi ban đầu dựa vào ly độ và vận tốc, dấu của vận tốc, mấy em chú ý. Từ phương trình ly độ, chúng ta sẽ rút ra được hai giá trị của phi. Từ dấu của vận tốc, chúng ta sẽ xác định được phi nào được chọn. Vận tốc âm thì sin phi phải dương, vận tốc dương thì sin phi phải âm. Ở bài toán của mình thì vận tốc âm, nên ta chọn sin phi dương. Sin phi dương chính là phi bằng pi trên 3. Vậy thì đáp án nào chúng ta dễ dàng thấy được rồi, phải không? Đó là đáp án A. 5 cos pi trên 2t cộng pi trên 3. Đây là một đề thi đại học đúng không? Một đề thi đại học. Ở đề này, cách tìm biên độ, thầy nhắc lại, là bằng 1 phần 2 chiều dài cực đại và cực tiểu. Cách tìm chu kỳ, từ đó tính tốc độ gốc, dựa vào thời gian vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng. Mấy em phải nhớ, đó là 1 phần 4 chu kỳ. Từ đó ta tìm được chu kỳ. Có giá trị chu kỳ, ta tìm được tốc độ gốc. Còn để tìm được pha ban đầu, thì cũng giống như những bài trước mà thầy trò mình đã làm. Ta dựa vào phương trình ly độ, ta tìm được giá trị của phi. Có được hai giá trị của phi, ta lại dựa vào dấu của vận tốc âm hay dương mà ta chọn phi dương hay phi âm. Chỉ lưu ý một điều, vận tốc và sin bao giờ cũng trái giống nhau, để mà mấy em chọn ra được cái phi ban đầu của dao động. Ví dụ số 5. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương đứng. Ở đề này người ta cho chiều dài tự nhiên là 20. Chiều dài tự nhiên có nghĩa là khi chưa có vật nặng móc vào lò xo đó nha. Lò xo không cơn không giãn, chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm. Khi móc vật vào, ở vị trí cân bằng lò xo có độ dài là 21 cm. Nên chú ý dữ kiện này. Cho gia tốc trọng trường bằng bi bình. Từ vị trí cân bằng, người ta đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng, tức là đưa về cái vị trí mà chiều dài lò xo bằng cái chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ. Chọn chiều dương hướng từ trên xuống. Chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng. Chọn góc thời gian t bằng 0 khi buông vật. Hỏi phương trình dao động của vật. Chúng ta có 4 đáp án. X bằng cos 10 pi t cộng bi. X bằng 21 sin 10 pi t. X bằng cos 10 t cộng pi trên 2. X bằng 20 cos 10 pi t trừ pi trên 2. Đối với đề thi trắc nghiệm này, một số em đánh mò hay là làm loại suy thì sẽ không chuẩn. Vì mấy em xem ở đây biên A chúng ta nó có 4, 2, 3 giá trị: 1, 21 và 20. Cái omega thì đồng nhất đều là 10 pi cả trong 4 đáp án. Nhưng phi của chúng ta thì có 3 đáp án: pi hoặc trừ pi trên 2 hoặc pi trên 2. Cho nên ở bài này chúng ta không thể loại suy được. Thì nhắc lại, ở bài đề thi đại học câu số 5 này,
của năm 2008. Thứ nhất, đề cho chiều dài tự nhiên là 20. Thứ hai, tại vị trí cân bằng là so giãn ra. Dầu dài 21 tức là đã giãn ra 1 cm, giãn ra 1 cm. Chú ý thứ ba là từ vị trí cân bằng người ta lại đưa vật về vị trí lò xo không bị biến dạng, có nghĩa là dịch lên 1 cm, rồi từ đó người ta lại buông nhẹ ra cho vật chuyển động, chọn góc thời gian ngay khi buông vật, vẫn chọn chiều dương hướng xuống, vẫn chọn góc tọa độ tại vị trí cân bằng như các bài tập trước đây thầy đồng mình làm. Nhưng bài này nó chỉ có một cái khác ở các cái dữ kiện. Khác thứ nhất, cho độ dài tự nhiên, cho độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng. Và khác cái thứ hai nữa là ở cái điều kiện ban đầu, từ vị trí cân bằng đưa vật lên vị trí lò xo không biến dạng rồi buông dạng, chọn thời điểm đó là góc thời gian. Ta giải như thế này, từ sơ đồ trên đây mấy em dễ hình dung hơn. Độ giãn lò xo tính là từ vị trí cân bằng đến vị trí lò xo không bị biến dạng, thì ký hiệu hình vẽ là L0 đó. Và delta L của mình để cho là 1 cm, để cho là 1 cm. Khi dao động trừ A đến A, trên hình vẽ này thầy sẽ chỉ cho mấy em để cho là cái nào là trừ A, cái nào là A. Ở phần phương pháp thầy nói, tại vị trí mà chúng ta đưa vật lên rồi chúng ta buông ra so vị trí cân bằng, đó chính là biên A, đó chính là biên A. Thầy nhắc lại, trong trường hợp đưa vật lên hoặc kéo vật xuống rồi thả nhẹ vật, rồi thả nhẹ vật, thì biên độ dao động chính là khoảng cách từ đó đến vị trí cân bằng. Trong trường hợp này chính bằng delta L, chính bằng delta L. Cũng giống như các cái bài tập viết phương trình dao động, mấy em nhớ cái phương trình tổng quát, biểu thức tổng quát của vật dao động điều hòa trước, A cos omega t cộng phi. Rồi ta tìm lần lượt các cái thông số A, omega và phi. Tìm biên trong trường hợp này cho biết độ dài cực đại. Trong trường hợp này cho biết chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng và chiều dài tự nhiên của vật. Do đưa vật lên vị trí lò xo không bị biến dạng rồi buông, như nãy thầy vừa mới nói ở phần hình vẽ, thì khoảng cách đó chính là giá trị của biên. Đó chính là giá trị của biên. Chứ nếu cái đề toán này mà phát triển lên một tí, đưa vật lên vị trí lò xo bị nén, hay đưa vật lên vị trí mà lò xo lúc đó vẫn còn độ giãn rồi buông, thì bài toán này nó sẽ giải khác. Bài toán này sẽ được giải khác. Nên chú ý chỗ cái chi tiết này. Còn tìm tần số trong trường hợp này để cho K và M, cho G và delta L, thì mấy em nhớ cái công thức này. Căn bậc 2 của K trên M cũng chính là căn bậc 2 của G trên delta L. Và ta dễ dàng có được đó chính là 10 pi. Tìm phi ban đầu thì cũng giống như bài hôm trước, dựa vào ly độ, dựa vào vận tốc. Trong trường hợp này vận tốc bằng 0, tại vì vật ở biên, vật ở biên, thì ta chọn phi ban đầu bằng pi. Ta chọn pha ban đầu bằng pi. Đây là trường hợp đặc biệt nên lưu ý. Từ đó chúng ta dễ dàng sẽ chọn được đáp án nào, đó chính là đáp án A. Ngay ở bài số 5 này, một cái đề thi đại học năm 2008, mà em thấy cũng là dạng toán viết phương trình dao động, nhưng người ta thay đổi. Dù thay đổi như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà em cứ chốt lại đi tìm ba tham số: biên độ A, tốc độ gốc omega và pha ban đầu. Ở pha ban đầu thì thầy trình bày kỹ mấy em rồi. Cũng biên độ A thì mấy em nhớ có tất cả 3 đến 4 phương pháp để tìm A, tùy vào dữ kiện của đề. Tìm tốc độ gốc thì ta phải tính theo chu kỳ, đôi khi đề giấu tìm chu kỳ trước rồi tìm tốc độ gốc sau. Có lúc tính bằng căn bậc 2 của K trên M, có khi tính bằng G trên delta L như bài vừa rồi. Delta L lộ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Thì mong mấy em xem kỹ lại ba bài tập trắc nghiệm mà thầy vừa mới trao đổi, đặc biệt ở bài số 5 và bài số 3. Bây giờ đến phần thầy trả lời câu hỏi của các em.
qua đài truyền hình HTV4. Thầy xin câu hỏi thứ nhất. Dạ, thưa thầy, em có cái đề là omega bằng 2 rang trên dây, biên độ A bằng 4 cm, và thời gian nhỏ nhất khi vật đi từ x bằng 2 cm đến vị trí có gia tốc A bằng -8 căn 2 cm trên dây bình. Cho em hỏi là thời gian nhỏ nhất là thời gian như thế nào, và muốn tính nó thì ta có công thức ra sao? Thầy xin tóm tắt lại câu hỏi của em vừa hỏi. Đây là bài toán liên hệ tới thời gian nhỏ nhất. Một vật dao động điều hòa có biên độ A là 4 cm, tốc độ gốc là 2 radian trên giây. Hỏi thời gian nhỏ nhất khi chất điểm đi từ vị trí với ly độ là 2 cm đến vị trí x2, tại đây vật có gia tốc là -8 căn 2. Hỏi thời gian này, thầy nói lại cái điểm chính của câu hỏi này. Vật dao động điều hòa, ta biết được biên độ A, ta biết được tốc độ gốc. Câu hỏi của chúng ta là thời gian nhỏ nhất để chất điểm đi từ ly độ 2 cm đến ly độ mà tại đó chất điểm có gia tốc là -8 căn 2 cm trên dây bình. Thì mấy em nhớ tới biểu thức tổng quát của ly độ vật dao động điều hòa có dạng A cos omega t cộng phi. Thì ở đây A chúng ta là 4, omega chúng ta là 2. Biểu thức vận tốc là trừ A omega c omega t cộng phi. Biểu thức gia tốc trừ A omega bình cos omega t cộng phi. Thì nhắc lại những cái kiến thức cơ bản và biểu thức của ly độ, biểu thức của vận tốc và biểu thức của gia tốc trong dao động điều hòa để chúng ta giải cái bài tập này. Để tìm cái thời gian ngắn nhất chất điểm đi từ ly độ x1 đến ly độ x2. X1 chúng ta biết đó là 2, đó chính là A trên 2. Nhưng x2 ta chưa biết, ta chỉ biết một thông số là tại đó gia tốc của vật đạt được là -8 căn 2. Như vậy mấy em phải đi tìm lại cái ly độ x2. Mà muốn tìm cái ly độ x2, mấy em phải nhớ lại cái công thức tổng quát này. Ta thay vào đây, A bằng -8 căn 2. Ta thay vào biểu thức của gia tốc thì ta dễ dàng có được cái cos 2t cộng phi trong trường hợp này là bằng căn 2 trên 2. Cos bằng căn 2 trên 2. Thay cái giá trị cos này vào trong cái biểu thức của ly độ thì lúc đó chúng ta xác định được vị trí x2 là vị trí tại đó vật đạt gia tốc -8 căn 2. Cos bằng căn 2 trên 2 mà nhân cho A là 4 đó, là bằng 2 căn 2. Sau khi xác định được ly độ mà tại đó vật đạt gia tốc -8 căn 2, bây giờ để giải được câu hỏi thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí ly độ x1 đến vị trí ly độ x2 thì mấy em nhớ tới cái kiến thức hình chiếu chuyển động tròn đều lên một trục đi qua nó, dao động điều hòa. Mấy em nhớ lại kiến thức này để giải những bài toán về thời gian rất nhanh. Tại đây là trừ A, tại đây là biên cộng A, vị trí cân bằng 0, trục x. Ta thấy tại thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí 2, đó chính là A trên 2. Ta so sánh với A là 4 nè. Ban đầu vật đang nằm ở vị trí này. Sau đó vật đến vị trí mà đạt gia tốc -8 căn 2, ta vừa mới tính ra được, đó chính là 2 căn 2. 2 căn 2 mà so sánh với 4. So sánh với 4. Mấy em so sánh thế này. Mấy em lấy A trên x2. Rõ ràng bằng căn 2.
và x2 sẽ bằng a căn 2 trên 2. Để ta tìm cái vị trí theo biên đó nè. Có nghĩa là lúc đó chất điểm a trên 2 là ngay thời điểm này, cái góc quét này mấy em chú ý, đây là bi trên 3. Còn a căn 2 trên 2 là góc quét bi trên 4, ngay trung điểm của cung này. Đây chính là bi trên 4. Đồng thời cái giá trị này chính là a căn 2 trên 2. A căn 2 trên 2. Đó, mấy em chú ý nhớ tới cái kiến thức này để tôi giải nhanh loại này. Giải nhanh loại này. Thì mấy em thấy, bây giờ mới đụng tới cái câu hỏi mà em vừa mới hỏi. Tại sao gọi là ngắn nhất? Tại sao gọi là ngắn nhất? Mấy em nhìn lên hình này. Đây là vị trí số 1. Tại vị trí ly độ là 2. Đây là vị trí số 2. Tại vị trí ly độ là A căn 2 trên 2. Thì từ 1 tới 2 chúng ta thấy nó có 2 chiều đi, hoặc là đi. Mấy em thấy không? Hai là ta đi tới đây, hay chiều dương đây. Như vậy là thời gian từ vị trí này mới đi đến đây theo tay thầy, rõ ràng nó sẽ dài hơn là thời gian đến đây, cũng là ngang cái vị trí là a căn 2 trên 2. Như vậy thời gian ngắn nhất là tương ứng với góc quét này, đó chính là omega t của mình đấy, góc quét trong khoảng thời gian t. Góc quét trong khoảng thời gian t, và cái t này là t ngắn nhất. Còn cái t lớn hơn nữa là vật nó đi tới vị trí 2 này nha. Cho nên vị trí 2 chúng ta là phải nằm ở phía dưới này, trên đường tròn đối xứng với nhau qua trục OX. Ta tính cái góc quét từ vị trí 1 đến vị trí 2. Góc quét đó là bao nhiêu? Chúng ta thấy nó đối xứng nhau nên nó dễ, phải không? Cái đây là bi trên 3, cái đây là bi trên 4. Như vậy là cả một đường tròn là 2 bi. Ta trừ đi cho bi trên 3 và bi trên 4. Thì trình bày lại cho nó ngắn phía trên này. Góc quét của chúng ta cái omega của mình ấy, chính là 2 bi trên t. Bi trên 3 mà cộng thêm bi trên 4 là 7 bi trên 12. 2 bi mà trừ cho 7 bi trên 12 là chúng ta có được là 17 bi trên 12. 17 bi trên 12. Từ đó mới em suy ra được cái chu kỳ T. 17 phần 24 chu kỳ. 17 phần 24 cái chu kỳ. Đó là bài toán nếu tính theo chu kỳ. Ở đây đề đã cho chúng ta được cái omega là 2 rồi, cho nên T chúng ta sẽ bằng 17 bi trên 12 mà chia cho omega là 2. Và đây chính là thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có ly độ là 2 cm, tương ứng là a trên 2, đến vị trí mà tại đó có gia tốc là trừ 8 căn 2. Mấy em chú ý chỗ này. Cũng đi ngang vị trí số 2, cái ly độ là tại đó vật có gia tốc là trừ 8 căn 2. Chúng ta có hai vị trí đi theo chiều dương hoặc là theo chiều âm. Đi ngang vị trí x2 theo chiều dương hay đi ngang vị trí x2 theo chiều âm. Đôi khi đề họ thay đổi như thế, cũng nội dung trên, nhưng cái câu hỏi đang đi qua vị trí 2 theo chiều dương thì ta giải khác. Đang đi qua vị trí x2 theo chiều âm thì lúc đó chúng ta giải khác. Còn ở đây cái đề hay ở chỗ tính thời gian ngắn nhất để vật đi từ ly độ x1 đến vị trí ly độ x2. Thì ban đầu mấy em phải đi tìm x2. Có được x2 rồi, mấy em nhớ tới cái kiến thức đường tròn nhanh nhất. Ta biểu diễn trên đường tròn nhanh và chuẩn nữa. Đặc biệt những bài toán tính về thời gian. Đặc biệt những bài toán tính về thời gian.
Cho nên từ một bài này các em học và ôn, chúng ta có thể giải những bài tương tự tính về thời gian. Đôi khi họ cho vận tốc, đôi khi họ cho gia tốc tại thời điểm đó. Đó mà em chú ý chỗ thời gian ngắn nhất là như thế này. Ngắn nhất là như thế này. Tại vì đi qua một vị trí trên quỹ đạo chuyển động của vật dao động điều hòa thì nó có hai cách quan, đi qua theo chiều dương hay đi qua theo chiều âm. Chính vì nguyên nhân đó nên mới có câu thời gian nhỏ nhất. Thầy, là em có một câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp, là một vật chuyển động với quỹ đạo là 8 cm và khi x có ly độ là 2 cm thì vận tốc của nó là 10 bi căn 3 cm trên giây, tính t, a max và v max nó. Nhờ thầy giải đáp giùm. Thì tóm tắt ý của câu hỏi em như sau: vật dao động điều hòa chiều dài quỹ đạo chuyển động là 8 cm. Khi vật ở ly độ là 2 cm, vật đạt được vận tốc 10 căn 3 bi cm trên giây. Hỏi giá trị cực đại của vận tốc và giá trị cực đại của gia tốc. Thì từ chiều dài quỹ đạo là 8, mấy em chú ý chiều dài quỹ đạo chính là bằng 2 lần biên độ, ta sẽ suy ra được giá trị của biên là 4 cm. Vật dao động điều hòa nên có do biểu thức tổng quát là 2 cos omega t cộng phi, a cos omega t cộng phi và v trừ a omega sin omega t cộng phi. Khi x bằng 2 thì v bằng 10 căn 3 pi, chúng ta có được biểu thức như sau là a cos omega t cộng phi bằng 2 và vận tốc là 10 căn 3 pi, tức là ta có trừ a omega sin omega t cộng phi bằng 10 căn 3 bi. Từ 1 chúng ta thấy là A cos bằng 2, A cos bằng 2. Thì mấy em xem, hỏi giá trị vận tốc lớn nhất và giá trị gia tốc lớn nhất. Mà ta biết á, vận tốc lớn nhất trong dao động điều hòa chính là A omega, và vận tốc gia tốc lớn nhất là A omega bình. A omega bình, ta cần tìm hai cái đại lượng này. Còn dữ kiện của đề cho ta biết cái gì? Biết A rồi, ta còn đi tìm omega nữa. Ta còn đi tìm omega nữa. Từ một dữ kiện duy nhất của đề, khi x bằng 2, tức là ta có A cos omega t cộng phi bằng 2, thì vận tốc của vật là 10 căn 3 pi, thì ta lại có A omega sin omega t cộng phi bằng 10 căn 3 pi. Thì thay A bằng 4 vào thì có cos sẽ bằng 1/2, 2 trên A bằng 1/2. Mà cos bằng 1/2 thì sin của chúng ta nó sẽ có hai giá trị, hoặc là căn 3 trên 2 hoặc là trừ căn 3 trên 2. Về mặt toán lượng giác đang dưới thế này, bởi vì chúng ta luôn luôn có cos bình cộng sin bình bằng 1. Chúng ta luôn luôn có cos bình cộng sin bình bằng 1. Cho nên từ giá trị của cos là 1/2, thầy suy ra sin của chúng ta bằng căn 3 trên 2 hoặc trừ căn 3 trên 2. Có giá trị sin ta thay vào đây, vậy thì lúc đó chúng ta có trừ A omega, trừ A của mình là trừ 4 đấy. Sin, nếu là căn 3 trên 2 thì bên này 10 căn 3 pi. Mà omega là một đại lượng luôn dương, cho nên thầy chọn là trừ căn 3 trên 2. Vậy thì lúc đó chúng ta có omega sẽ bằng 5 pi radian dần. 5 pi radian dần.
có được omega rồi, có được biên độ E rồi, mấy em dễ dàng có được giá trị lớn nhất của dọng tóc và da tóc. E của chúng ta là 4, omega chúng ta là 5 biên, rồi vòng tóc của mình là 20 biên. Và da tóc cực đài E omega bình 25 mi bình, ta xem tương đương 250, 250 mà nhân cho 4 là 1000, thì đưa về mét, 10 mét trên dây mình. Đấy, bài toán như trên, hỏi giá trị vòng tóc, giá trị da tóc cực đại, cho biết chiều dài quỹ đạo, cho biết tại thời điểm T nào đó, khi vật đạt ly độ 2, thì vòng tóc tương ứng là 10 căn 3 bi. Thì rút lại ở cái bài này, cái phương pháp của nó thì mấy em phải nhớ, thứ nhất là biểu thức tổng quát của vòng tóc và da tóc trong dao động điều hòa. Thứ hai, công thức tính vòng tóc lớn nhất cũng như da tóc lớn nhất theo biên E và tốc độ gốc. Và một kiến thức nữa đó là đụng về kiến thức toán học về mặt lượng giác. Khi cos bằng 1 phần 2 thì sin bằng cộng trừ căn 3 trên 2. Mấy em nhớ từ vấn đề sin bình cộng cos bình lần nữa, từ hàng đẳng thức đó. Cho nên có giá trị của cos, ta suy ra giá trị của sin tương ứng. Do E và omega là những đại lượng lưu dương, cho nên thầy chọn giá trị trừ căn 3 trên 2 để ta rút ra được trị số của omega. Có được giá trị tốc độ gốc rồi, có được biên độ E từ chiều dài quỹ đạo rồi, mấy em dễ dàng tính được giá trị cực đại của dòng tóc cũng như của da tóc. Tóm lại, qua bài học hôm nay của chúng ta về phần dao động điều hòa, cũng như các câu hỏi các em khán giả các nơi của đài truyền hình HTV4 gửi về điện, về dao động cơ, trong trường hợp trong điện trường, hay là trong trường hợp tính vận tốc lớn nhất nhỏ nhất, hay là những bài toán tính về thời gian của một vật dao động điều hòa, thì mong là các em sẽ có được cái kết quả tốt từ những cái buổi học như thế này. Và hy vọng hôm sau những câu hỏi các em sẽ gửi về đài phong phú hơn, nội dung thích hợp hơn, không những về kiến thức mà còn có thể về phương pháp, về kỹ năng, những băn khoăn hay là những khúc mắc nào đó của các em trong môn học ở quá trình mình ôn thi. Thân ái chào tất cả các em.